Xin chào mọi người à, Tôi không biết là từ thế hệ nào trở đi Thì uh, bị uh, cướp mất mùa hè Trẻ con bị cướp mất cái mùa hè Còn đối với thế hệ của chúng tôi uh, trở về trước ấy, Là mùa hè Là nó rất là cảm động khi mà chia tay ấy, uh, Phường nở ve kêu Rồi chia tay thầy cô trường lớp Và chúng ta bước vào một cái kỳ nghỉ hè 3 tháng Tròn 3 tháng nhé Tròn 3 tháng và khi mà quay trở lại tù trường đó là một cái ngày hội phải nói là rất vui vui còn hơn tết nữa cái ngày tù trường đó nên hồi xưa cái cảm xúc và khi mà nghỉ hè kết thúc năm học rồi cái ngày hồi tù trường đó, nó là những cái dấu ấn cực kỳ đẹp rất là đẹp của tuổi học trò nhưng mà trẻ con bây giờ những cái thế hệ sau này thì nó không còn cái cảm xúc đó nữa đối với chúng nó nghỉ hè là một cái ám ảnh, bởi vì nghỉ hè mà chúng nó lại còn vất vả hơn cái chuyện mà trong kỳ học chính khóa, ở à, chúng nó sẽ được ba mẹ cho đi học thêm, học hè, nghĩa là bằng mọi cách, bằng mọi cách cha mẹ tống con đi vào chỗ nào đó để đi kiếm ăn, đi làm, ha. Quý vị thường dùng những cái từ gọi mỹ miều gọi là đi làm, đi làm, à, làm việc bần rộn lắm công tác xin lỗi quý vị đi kiếm ăn đơn thuần đi kiếm ăn đi vật lộn với miếng ăn thôi nhưng mà quý vị sẵn sàng quăng con của mình vào một cái xó xỉnh nào đó một cái góc lớp nào đó một cái môi trường nào đó để cho quý vị được yên tâm đi kiếm ăn đi làm gọi là đi làm trẻ con bây giờ tôi mà nhìn thấy các em đi học hè đi học bình thường đã thấy thương mà lại hè lại không được nghỉ hè. À, bây giờ tôi tôi vừa rồi tôi hỏi cô giáo của con tôi bảo khi nào thì cô được nghỉ hè. Mà không, em không có nghỉ hè. À xong cái à, thi xong các thứ là lại chuẩn bị cho cái việc dạy hè. Có nghĩa rằng là hầu hết các trường học sẽ không có nghỉ hè và chưa kể là tất rất 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 nhiều cái 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 lớp môi trường nó mở ra để để đón nhận các cái học sinh con em của các phụ huynh sẽ gửi vào đó bằng một khoản tiền và giữ dùng trong dùng dạy dùng để cho họ đi làm phải nói là rất áp lực cho các em bởi vì khi mà một năm học nó kéo dài đến 9 tháng 9 tháng đi học với một cái khối lượng kiến thức khổng lồ với một cái lịch làm bài tập rồi trả bài rồi áp lực kiểm tra bài rất là lớn 9 tháng trời xong rồi kỳ nghỉ hè đến được ở nhà dăm bảy bữa gì đó rồi lại trở lại môi trường học tập bị quản thúc gần như là bị quản thúc bởi vì uh, thường là chúng ta nghĩ rằng là trẻ em hiện nay không có các cái môi trường an toàn để yên tâm và để mà có thể là để cho chúng tự do khám phá sinh hoạt vui chơi giải trí học tập mà chúng ta thường là lo lắng chúng ta lo lắng mà chúng ta chỉ tin nhà trường chỉ tin giáo viên chỉ tin các tổ chức giáo dục và chúng ta cứ gửi con đi là được khuất mắt đi để chúng ta đi làm hoặc là có những người thì sẽ may mắn hơn cho một số bé đã được gửi cho ông bà ông bà nội ông bà ngoại còn rất nhiều phần lớn là sẽ được đưa vào những cái trại giam trá hình có thể nói là trại giam trá hình ở các cái lớp học hè nhiều nhiều em sẽ không không có biết cách để lên tiếng để bảo vệ mình bởi vì sao đa số là các bé đang ở trong cái tuổi mà các bé lề thuộc các bé không có được quyền bày tỏ chính kiến không được quyền đình đoạt cái thời gian cái không gian sống của mình là các bé phải được sự tuân thủ cái sự sắp đặt của cha mẹ và mình cứ hình dung thế này học chín chín tháng trời để học thêm 3 tháng nữa thì lấy gì để mà lấy tái tạo năng lượng để mà hào hứng để mà bước vào năm học mới lấy gì để mà hào hứng với cái mùa tù trường đã sợ kỳ nghỉ hè rồi Đấy, mùa tủ trường lại sợ cái năm học tiếp theo bây giờ để đi đi phỏng vấn xem thử à, những học sinh nào sẽ vui mừng với một cái kỳ nghỉ hè với lịch học dày đặc học sinh nào sẽ vui mừng để đón chào một năm học mới khai giảng một năm học mới sau khi mới vừa kết thúc kỳ kỳ học hè ở sau lưng và lại bước vào chín tháng đằng đẵng học 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 làm bài tập trả bài học thuộc lòng học thêm hồi xưa chúng tôi học đến cái cái, cái 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 thời gian mà đã học hết một học kỳ đi rồi là cảm thấy chán rồi. May là có kỳ nghỉ tết đúng không? Học mấy tháng là kỳ là một học kỳ là thấy dài dần dặc rồi. May là có kỳ nghỉ tết, kỳ nghỉ tết xong đó, lại rất là hào hứng. Học mấy tháng lại đến kỳ nghỉ hè. Đó khi khoảng thời gian nghỉ tết để mà tái tạo lại cái 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 cảm cảm hứng học tập và được xả hơi nghỉ nghỉ ngơi stress à uh, dạ xả stress sau khi mà đã kết thúc một học kỳ. Rồi, chúng ta bước vào học kỳ mới uh, và chúng ta có một cái kỳ nghỉ hè nó đời trước mắt rất là dài, 3 tháng. 3 tháng đó đối với trẻ thơ rất là ý nghĩa bởi vì chúng ta khi mà đã cất sách vở đi một bên, quên hết thầy cô trường lớp bạn bè đi và chúng ta lại có những cái không gian đồng ruộng, cây cối à uh, động vật, thực vật, sông nước, à, những cái trải nghiệm đi du lịch, tắm biển, à, đi leo núi, à, cắm trại dã ngoài, à, hay là đi tìm hiểu những cái kiến thức mới, hay là học một cái kỹ năng gì đó như là à, võ thuật, hay là hội họa, âm nhạc, à, học một cách chỉ nhẹ nhàng là một một ngày chỉ học những cái môn đó thì một ngày chỉ khoảng độ một hai tiếng đồng hồ thôi chứ không phải là cái cái lý lý do là học thêm cho trẻ em mà bắt nó học từ sáng tới tối như bình thường đó. học hè hiện nay cái kỳ nghỉ hè của các học sinh phần lớn hiện nay đó là vẫn cứ sáng tối sáng tối ở một cái môi trường nào đó một cái trường học nào đó một lớp học nào đó hay là một cái tổ chức giáo dục nào đó và vẫn để cho cha mẹ được rảnh tay để mà đi làm. Tôi cũng không biết sắp xếp thế nào đây. Thực sự là nhiều người cũng không biết sắp xếp như thế nào đây để cho trẻ em thực sự có một cái mùa hè nó tương đối là tự do và nhiều ý nghĩa. Cho nên nhiều người, quá nhiều người bế tắc và rất là nhiều người đến kỳ nghỉ hè là lo lắng, lo sợ về việc quản lý con như thế nào đây. Và loay qua, loay hoay qua lại cuối cùng họ cũng chọn bỏ tiền ra để cho con đi học hè ở đây không phải là hầu hết nhá bởi vì thực ra là tôi biết rằng là, là ở quê ở quê cũng có học hè ở các cái vùng nông thôn sâu xa bây giờ vẫn có học hè nhưng mà ít hơn ví dụ như đến khoảng giữa tháng 8 thì mới bắt đầu học hè học hè ở đây cũng chỉ đơn thuần là uh, ôn lại kiến thức cũ hoặc là dạy kiến thức mới à có nhiều trường còn quái chiêu là tổ chức dạy kiến thức mới kiến thức của lớp mới và bắt mọi người phải đi học nếu mà không đi học thì là đến chờ sau khai giảng mới học á, thì nó lại bị hụt kiến thức rồi ví dụ như là từ lớp 7 bước sang lớp 8 thì các em học sinh lớp 7 nghỉ hè cho đến khi mà mà bước vào chương trình học hè thì giáo viên cũng không biết lấy gì dạy mà lấy cái chương trình của lớp 8 để dạy là cho học trước đấy thế thì những cái em học sinh khác cũng phải đua không muốn đi học hè cũng phải đua theo học đó là để không có bị tụt lại khi mà khai giảng năm học mới đây cũng là một cái cách rất là giả man và học hè thì đương nhiên là nhà trường sẽ tính tiền sẽ tính tiền tiền dạy hè cái giải pháp nào không biết là nếu mà ai đó có cái giải pháp nào tốt có thể comment ở bên dưới giúp cho mọi người tôi thực lòng là muốn giúp cho mọi người và cũng là quan trọng nhất là giúp cho các thế hệ trẻ được tỉnh táo, được phát triển một cách bình thường, chứ đừng có phát triển một cách là bất thường như hiện nay. Bây giờ rất là nhiều em học sinh mà có cái có có cái nhận thức tốt đấy là các em viết tâm thư và các em tâm sự rằng là cái 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 cái, cái chuỗi ngày dài đi học của các em đó là một cái chuỗi ngày kinh khủng rất nhiều em lo sợ sợ sệt sợ hãi trước cái cái viễn cảnh là cái chuỗi ngày học triền miên như vậy bữa trước tôi có làm một cái clip đặt câu hỏi là học cái gì mà học lắm thế đúng không học lắm vậy để mà làm gì học 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 nhiều vậy là chỉ để học để ngu thôi chẳng phải học để mà thông minh Bây giờ này Hãy phỏng vấn tất cả những cái người đã trưởng thành Đã thành danh hay là đã học hết Đại học cấp 3 rồi Hỏi họ xem Họ sử dụng bao nhiêu cái lượng kiến thức Ở trong cái số lượng kiến thức mà họ đã học Để họ ứng dụng vào đời Bao nhiêu kiến thức đã học Các cái chương trình tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng Bây giờ họ sử dụng Có ích cho họ có ích cho cộng đồng, có ích cho công việc. Có đến 3% không? Có đến 5% không? Hay là chỉ 1%? Nếu mà tỷ lệ cái kiến thức chúng ta sử dụng nó nhỏ như vậy, tại sao thì chúng ta phải mất quá nhiều thời gian, công sức, sức khỏe, tiền bạc cho cái việc học đó? Có phải chúng ta đang làm một cái việc ngu ngốc không? Chúng ta phải đặt câu hỏi, cái việc mà học quần quật như vậy hàng mười mấy năm hàng chục năm như vậy một phần lớn của cuộc đời một phần ba một phần tư của cuộc đời như vậy có đáng không có phải là một cái việc làm ngu xuẩn không cho nên chúng ta hãy xem lại cái cân đối lại cái việc học này hãy dành một cái thời gian ít thôi cho việc học và dành cái thời gian nhiều hơn để chúng ta học những cái trải nghiệm những cái thực tế ví dụ như là gần gũi với thiên nhiên, học kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc cây, kỹ năng yêu thương, kỹ năng giải trí, rất rất nhiều cái chúng ta cần quan tâm. Hay là chúng ta đi làm những cái thực tế thực sự có ích chứ không phải là cứ vui đầu vào học từ sáng đến tối làm bài tập xong lan ra ngủ rồi lại sáng hôm sau lại vui đầu vào học 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 học, học đến tối là lan ra ngủ như vậy thì nó vô dụng quá vô dụng quá cái xã hội chúng ta học thì to thế này mà hành thì có xíu thế này nó rất là khập khiễng và nó làm sinh ra một cái xã hội mà thiếu kỹ năng thiếu tri thức bị quá tải kiến thức nhưng mà thiếu kỹ năng và thiếu tri thức thành ra là một cái xã hội là giàu có về lao động phổ thông bị dư thừa về lao động phổ thông và cực kỳ thiếu những cái người sáng tạo, cực kỳ nghèo đói về mảng sáng tạo và cực kỳ dư thừa về cái lao động chân tay. Đó là cái cách mà giáo dục của chúng ta nó sinh ra. Ngoài trừ một số lường con ông cháu cha và con nhà có tiền nó được chảy trọt để đi làm công việc hay là đi có thể là khởi nghiệp làm gì đó còn lại phần lớn con em của dân chúng ta thì do được đào tạo một cách nó ngu muội như vậy cho nên thành ra thiếu kỹ năng thiếu tri thức và biến thành những kẻ là một cái lực lượng lao động rất lớn là, là lao động chân tay là cái cái ngôn ngữ mỹ miều của báo chí và chính phủ là nói là lao động phổ thông nhưng thực ra đó là lao động chân tay không trí tuệ và đó là một cái mỏ nhân lực một cái mỏ nhân công rất lớn để cho Nhật Bản này, Hàn Quốc này, Trung Quốc này, Đài Loan này, Malaysia này, Thái Lan này nó sang nó khai thác và chúng ta lại bây giờ đang khuyến khích để để tiếp để vì chúng ta không có lợi thế cạnh tranh gì nhiều ngoài cái nhân lực lao động rẻ tiền, lao động rẻ tiền, lao động không công, à, lao động không không trí tuệ, lao động chân tay và đó thực sự là một thất bại của cuộc đời chúng ta hãy đi tìm hiểu về cái đời sống của những người lao động phổ thông đi chúng ta sẽ thấy họ cực khổ và cực khổ và tương lai nó mờ mịt như thế nào có thể là tìm hiểu đời sống công nhân hay là những người làm cái công việc chân tay làm cái công việc lao động phổ thông ở thành thị để biết được cho nên chốt lại cái clip này muốn nói rằng cái kỳ nghỉ hè nói riêng và trong việc học của trẻ con nói chung những cái người phụ huynh có lương tâm cần phân bổ lại, cần cân đối lại, cần có một cái hành động lựa chọn thế nào để cho nó khoa học hơn, để nó đừng có biến những đứa trẻ trở thành một nhân công lao động phổ thông hoặc là một người dân vô dụng trong tương lai. Xin hết. Xin cảm ơn.